Vâng, em Lan, ô tô Kinh Môn Hải Dương. Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Thì rất cảm ơn quý vị, anh chị các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Trong buổi chiều tối ngày hôm nay, em Lan giới thiệu cho quý anh chị các bạn xem 3 mẫu xe Mercedes đời 2007 và 2008 hiện tại đang có mặt tại salon. Vâng, thì 3 mẫu xe này em cam kết đảm bảo cho quý anh chị các bạn sẽ làm 3 mẫu xe đẹp xuất sắc anh chị nhé. Và trang bị cái khối động cơ chỉ có 1.8 thôi. Thì mức tiêu hao nhiên liệu của những cái dòng xe này, anh chị các bạn đã từng sử dụng cái dòng xe 1.8 thì chị biết nhé. Vâng, thì cái mẫu xe đầu tiên là cái mẫu xe mang cái tông màu ghi xám, là cái mẫu xe Mercedes 200 sản xuất năm 2008. Và cái mẫu xe mang cái tông màu vàng cát ở giữa thì được sản xuất năm 2008, đấy là Mercedes 200 chị nhé. Và cái mẫu xe ngoài cùng là được cái sản xuất năm 2007, Mercedes 200. Đấy, 3 mẫu xe đều được trang bị khối động cơ 1.8. Đó, rất là tiết kiệm nhiên liệu đối với cái dòng xe Mercedes anh chị nhé. Anh chị các bạn đến xem xe trực tiếp tại Salon Ô tô số 1 có địa chỉ tại phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Loan để được biết thêm thông tin chi tiết về 3 cái mẫu xe này và có thể yên tâm chốt cọc luôn anh chị nhé. Xe thì em cam kết đảm bảo cho quý chị các bạn luôn là không đâm xô, không tay lái ngấm nước. Quý chị các bạn hoàn toàn yên tâm sở hữu được những cái dòng xe này. Vâng, vì bước qua vào video chi tiết thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị các bạn xem cái mẫu xe đầu tiên. Mang biển số 30F2297, một cái mẫu xe C200 sản xuất năm 2007. Và em đang chào bán tại salon với mức giá chỉ có 325 triệu đồng chị nhé. 325 triệu đồng sở hữu một cái mẫu xe Mercedes C200. Đó, rất là đẹp luôn và trang bị 6 túi khí trên xe vô cùng là an toàn. Ngoại thất, nội thất của xe hoàn toàn quý chị các bạn yên tâm sẵn sử dụng, xe cam kết là không lỗi. Vâng, thì đối với cái dòng xe của Đức thì anh chị hoàn toàn yên tâm về độ bền rất là cao và độ an toàn cực cao luôn. Tôn vỏ rất là dày dặn, cái dòng xe của Đức thì không như những dòng xe của Việt Nam hay của Hàn Quốc các chị nhá. Đức thì rất là bền. Đấy, nội ngoại thất của xe. Form dáng của chiếc xe Mercedes 200 này thì hoàn toàn quý anh chị nhìn rất là đẹp luôn phải không ạ? Đấy, rất đẹp luôn nhá, biển 4 số tư nhân một chủ. Giá chỉ có 325 triệu đồng thôi. Đấy, 325 triệu đồng. Một cái mẫu xe Mercedes 200. Em sẽ đi vào tổng thành ngoại thất cho quý chị các bạn cùng tham khảo nhé. Đây ạ. Đấy, xe là cụm đèn này hoàn toàn là nguyên bản nhé. Đấy, trang bị đèn Michelin này. Đó, cực đẹp luôn. Và trang bị cảm biến trước sau đầy đủ trên xe. Tích hợp xi nhan báo rẽ, đầy đủ các tính năng như này an toàn trên một chiếc xe Mercedes 200 này. Đấy, mang tên tư nhân, biển số Hà Nội. Và 3 mẫu xe này là đều mang tên tư nhân, biển thành phố Hà Nội hết nhé. Đấy, là dàn lốp uốn bánh phanh ABS đầy đủ trên xe luôn. Form dáng rất là đẹp. Một cái dòng xe 1.8. Đấy, tiêu hao nhiên liệu nó vô cùng là hợp lý luôn. Đó, giá chỉ có hơn 300 triệu đồng một chút nhá. Anh chị các bạn nhanh tay gọi cho em Lan để sở hữu nhá. Đấy, nội thất của xe này. Một chiếc xe mang cái tông màu đen và cái nội thất hoàn toàn là nội thất nguyên bản của xe luôn. Đó, và sàn được độ sàn 3D, hai vùng điều hòa độc lập trên xe. Đấy, và cửa gió trên xe đầy đủ nhá. Xe cam kết cho quý anh chị các bạn là hoàn toàn chưa hề có hiện tượng ra máy này luôn. Thật sự động nguyên luôn. Đấy, keo chỉ của xe hoàn toàn là hệ thống keo chỉ nguyên bản nhá. Đó, nội thất của xe đây ạ. Quý chị các bạn đang quan tâm đến cái dòng xe Mercedes 200 và E200 động cơ 1.8 thì alo ngay cho em Loan để sở hữu nhé. Đấy, chị nhìn này, cái nội thất của xe này. Đấy, nội thất của xe rất là đẹp, hoàn toàn là hệ thống nội thất da nguyên bản nhé. Đấy, nó có những cái lỗ thông hơi này, nhìn rất ngồi rất là thoải mái luôn. Đấy, thoát mồ hôi luôn anh chị nhé. Đây. Đó, cực kỳ là sang trọng luôn. Trang bị đầu đài nguyên bản theo xe. Đấy, xe này một chiếc xe hoàn toàn cam kết cho anh chị các bạn hộp số tự động nguyên zin và hệ thống khoang máy nguyên luôn. Đó. Sàn 3D anh chị nhé. Một nội thất rất là đẹp luôn. Đó, keo chỉ zin, máy móc zin. Tích hợp xi nhan báo rẽ trên xe. Vâng, thì cái mẫu xe tiếp theo em giới thiệu cho quý anh chị các bạn. Một cái mẫu xe Mercedes E200 được sản xuất năm 2008. Và chiếc xe này em đang chào bán tại salon với mức giá là 345 triệu đồng chị nhé. 345 triệu đồng. Và cái chiếc xe Mercedes E200 2008 này cũng vậy. Vâng, em bán đồng giá là 345 triệu đồng nhé. Có chiếc xe màu đen là 325 triệu đồng thôi, được sản xuất năm 2007. Đấy, đây ạ, em sẽ đi sâu hơn vào cái chiếc Mercedes E200 2008 này.
E200 208 nó đèn tròn đấy chị nhá, khác với cái chiếc xe C200 đó, nhưng mà động cơ cũng đều là động cơ 1.8 thôi, và mang cái tông màu anh chị nhá, một cái tông màu rất đẹp luôn, một cái tông màu ghi vàng đây ạ anh chị ạ, một cái tông màu ghi vàng nhá. Đấy, mẹt E200 208 giá 345 triệu đồng. Rất là đẹp luôn. Đó, xe thì trang bị đầy đủ, tính năng hiện đại an toàn trên xe. Đấy, la răng anh chị nhìn này. La răng rất đẹp nhá. Đẹp luôn. Tích hợp với nhau rẻ. Và xe thì xe làm cũng có phiên riêng rồi. Đấy, anh chị các bạn quan tâm đến mẫu xe nào có thể kết nối Zalo luôn nhá. Vâng, với cái chiếc xe, những chiếc xe em quay đây thì với những cái giá em đang giao bán là đều có bao gồm phí hồ sơ vận chuyển trên toàn quốc cho quý anh chị các bạn luôn. Đấy, anh chị các bạn đang quan tâm dòng C hoặc dòng E thì có thể alo trực tiếp. Đó, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Một cái chiếc xe E200 208 đó, giá 345 triệu đồng. Quá là đẹp luôn cho một mẫu xe mẹt E200. Mang cái tông màu ghi vàng anh chị nhá. Đấy, mang cái tông màu ghi vàng. Và nếu mà quý anh chị các bạn là thanh niên ấy thì sở hữu cái dòng E200 thì đi nó sẽ đầm chắc hơn cái dòng C200. C200 nó sẽ nhẹ hơn nhưng cùng cái chỉ cả 1.8, vâng, cùng 1.8, động cơ 1.8 nhưng nó sẽ nhẹ, nó sẽ đi sẽ đầm và chắc hơn cái dòng C200 anh chị nhá. Vâng, dòng E200 thì dành cho quý chị các bạn là phụ nữ hoặc ưa cái cảm giác mạnh một chút ấy thì chúng ta sở hữu dòng E200 và đi chắc xe hơn cái dòng C200 rất nhiều. Đó. Nhưng mà cái form dáng này, form cổ hơn cái dòng C200 anh chị nhá. Đấy. Form đèn tròn. Nội thất hoàn toàn nội thất xa xỉ nguyên bản trên xe. Trần này. Đó, rất đẹp luôn. Và ba cái mẫu xe này em đã có quay video trực tiếp rồi anh chị này. Đó, nhớ ghế ba vị trí, một chiếc xe bản đủ anh chị nhá. Đây. Chỉnh ghế này, chỉnh điện này. Vâng. Ở ba chiếc xe này thì em đã quay video riêng từng xe rồi, nên quý chị các bạn quan tâm một trong ba mẫu xe alo trực tiếp qua số thoại của em luôn hoặc kết nối Zalo. Cái mẫu xe tiếp theo em giới thiệu cho quý chị các bạn nào mẫu xe mẹp C200 sản xuất năm 2018, cũng động cơ 1.8, giá 345 triệu đồng. Đấy, 345 triệu đồng. Form rất đẹp luôn anh chị nhá. Đây ạ, 208 khác hẳn với form 207 anh chị nhá. Đấy, 207 chỉ có 325 triệu đồng thôi, chiếc này là 345 triệu đồng. Đó, rất đẹp cho mẫu xe mẹp C200. Mang cái tông màu ghi xám này chị nhá. Đấy, mang cái tông màu ghi xám. Hoàn toàn cam kết cho quý chị luôn là ba mẫu xe này là máy nguyên bản này chị nhá. Đấy, máy nguyên bản, hộp tự động nguyên luôn. Và lên cái la răng nhìn rất là đẹp luôn chị nhá. Đấy, lên cái bộ la răng mới này thì rất là đẹp luôn. Đấy, một cái tông màu ghi xám. Alo trực tiếp nhá, để được sở hữu cái mẫu xe này. Ba mẫu xe mẹ giá trên 300 thôi. Đó, rất là đẹp cho một mẫu xe mẹ C200. Ba mẫu xe đều được độ sàn 3D hết anh chị nhá. Đấy, độ sàn 3D hết rồi. Đấy, 6 túi khí an toàn trên xe. Đấy, cam kết đảm bảo cho quý anh chị các bạn và em bao test cho quý anh chị các bạn luôn. Đó, bao test cho quý anh chị các bạn trên toàn quốc. Kiểm tra thoải mái trước khi nhận xe và giao xe toàn quốc nhé. Đấy, nội thất rất là thơm luôn. Đấy, giảm thanh rất là hay. Đi chuẩn là 11.7 anh chị nhé. Một chiếc xe 208 đi chuẩn 11.7. Đây chị này, đường bờ đường nhám cũng rất là ít thôi. Đó, quý anh chị các bạn quan tâm đến một trong ba mẫu xe này, alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976 08169 đến xem xe trực tiếp tại Salon ô tô số 1 có địa chỉ tại phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Rất cảm ơn quý chị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý chị và các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.